Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chương 7, ba tu sĩ khổ hạnh con vua và ba thiếu phụ thành Bát Đa. Tàu Hoàng thượng, dưới triều quốc vương Hồi giáo Harun Irashid ở Bát Đa, có một người làm nghề khuân vác. Dù là một người hạ tiện và nhọc nhằn, nhưng vẫn tỏ ra là một người thông minh và vui tính. Một buổi sáng cũng như thường ngày, với một cái sọt to cạnh mình, đứng tại một nơi công cộng, anh chờ xem có ai cần tới công việc của mình không. Chợt có một thiếu phụ trẻ, thân hình thon thả, mặt che mạng đi tới và nhẹ nhàng bảo anh. Nghe đây, anh phu khuân vác, nhắc cái sọt lên và đi theo tôi. Anh khuân vác rất vui thích với những lời nói dịu dàng êm ái đó, vội đưa chiếc sọt lên đầu, vừa đi theo người thiếu phụ, vừa khẽ nói, ôi ngày may mắn, ôi ngày tốt lành. Đầu tiên, người thiếu phụ dừng lại trước một cái cửa khép kín, giơ tay gõ. Một tín đồ Kitô giáo đạo mạo với bộ râu dài trắng xóa ra mở cửa. Thiếu phụ đặt ít tiền vào tay ông ta, không nói một lời. Nhưng ông già biết là nàng muốn gì, đi vào và chỉ một lát sau mang ra một bình rượu lớn. Cầm lấy bình này, thiếu phụ bảo người khuân vác và đặt vào sọt của anh. Anh làm theo và nàng tiếp tục bước đi. Anh khuân vác bám sau và lại thốt lên, ôi ngày diễm phúc, ôi ngày vui vẻ bất ngờ. Người thiếu phụ dừng lại trước sạp hàng hoa quả. Nàng chọn mua đủ các loại táo, đào, mận, mộc hoa, chanh, cam, sim, hoa huệ, hoa nhài cùng nhiều loại hoa và rau thơm. Nàng bảo người phu là cho tất cả vào sọt và tiếp tục đi theo nàng. Đi qua trước quầy thịt lợn, nàng bảo cần cho 25 ly loại thịt ngon nhất và anh khuân vác lại cho nó vào trong sọt theo lệnh nàng. Vào một cửa hàng khác, nàng mua nụ phong điểu, rau mùi, dưa chuột và nhiều rau xanh khác, tất cả đều ngâm giấm. Đến một cửa hiệu khác, nàng lại mua nào là lạc, hạnh nhân, hạt dẻ, hạnh đào và nhiều loại quả tương tự. Lại ở một cửa hiệu khác nữa, nàng mua đủ các loại mứt hạnh đào. Anh phu khuân vác bỏ tất cả các thứ đó vào sọt, thấy đã đầy tràn, bèn nói với thiếu phụ. Thưa bà, đáng lẽ bà phải báo trước là mua rất nhiều thứ thì tôi sẽ mang theo một con ngựa hay đúng hơn là một con lạc đà để thồ. Nếu bà mà còn mua nữa thì tôi xin chịu chẳng mang nổi đâu. Thiếu phụ bật cười vì câu đùa đó, vẫn bảo anh khuân vác đội sọt đi theo. Nàng vào một cửa hiệu bán gia vị, mua đủ loại nước thơm, đinh hương, nhục đậu khấu, hạt tiêu, gừng, một miếng long diên hương lớn và nhiều loại hương liệu thực phẩm Ấn Độ khác, làm cho cái sọt của anh khuân vác đầy tràn. Thiếu phụ vẫn bảo anh đi theo. Họ đi cho tới lúc đến trước một tòa nhà lộng lẫy mà mặt tiền trang trí những cột trụ thật đẹp và cánh cửa thì khảm ngà voi. Họ dừng lại, thiếu phụ gõ nhẹ cửa. Tới chỗ này, Scheherazade nhận thấy trời đã hửng sáng, liền thôi không nói nữa. Chị ơi, thú thực là câu chuyện mới bắt đầu đã thấy thật là hấp dẫn. Dinazade nói, em tin là hoàng thượng chắc là chẳng bỏ qua được cái thú nghe đoạn tiếp. Đúng là Sharia không những chẳng ra lệnh xử hoàng hậu mà còn nóng lòng chờ đêm sau để xem cái gì sẽ xảy ra trong tòa nhà lộng lẫy mà nàng đã miêu tả. Dinazade thức giấc trước khi trời sáng, nói với hoàng hậu, chị của em, nếu chị đã thức, em xin chị hãy kể tiếp chuyện chị đã bắt đầu hôm qua đi. Scheherazade liền kể tiếp như sau. Trong khi người thiếu phụ trẻ và anh khuân vác chờ mở cửa, anh này suy nghĩ miên man. Anh lấy làm ngạc nhiên, một người phụ nữ chững chạc như anh thấy đó mà lại làm nghề tiếp phẩm,
chắc chắn chẳng phải là một nô lệ. Với dáng dấp quý phái như vậy thì hẳn phải là một người tự do, một người có địa vị xã hội. Anh đã định hỏi Hàng về vấn đề để được sáng tỏ, nhưng giữa lúc đó thì một thiếu phụ khác ra mở cửa. Và thiếu phụ này cũng có một sắc đẹp rực rỡ khiến anh sững người, suýt nữa làm đổ cả chiếc sọt chứa đầy vật dụng bên trong. Anh chưa từng bao giờ thấy một sắc đẹp nào có thể so sánh với người đứng trước mặt anh. Thiếu phụ dẫn anh đi theo, nhận thấy sự bối rối diễn ra trong óc anh và biết rõ nguyên nhân vì đâu. Nàng lấy làm thích thú, quan sát vẻ bần thần của người khuân vác đến nỗi không thấy là cửa đã mở. Kìa, vào đi chứ. Thiếu phụ ra mở cửa bảo, em còn chờ gì đấy? Em không thấy là người đàn ông tội nghiệp đang bị gò lưng vì cái sọt nặng sao? Khi nàng cùng người khuân vác đi vào, người thiếu phụ ra đóng cửa lại và cả ba người sau khi đi qua một tiền sảnh đẹp thì vào một cái sân rất rộng, xung quanh có hành lang, ăn thông vào các căn phòng to rộng ngang nhau, vô cùng tráng lệ. Cuối sân kề một chiếc sập to đẹp với một chiếc ngai hổ phách đặt chính giữa, có bốn cây cột bằng gỗ lim đỡ. Các cây cột này đều khảm kim cương và ngọc trai cỡ to, phủ sa tanh đỏ thêu rua chỉ vàng rất công phu. Giữa sân là một bể lớn xây bằng đá cẩm thạch trắng, chứa nước trong veo được nhả ra tràn trề từ mõm một con sư tử bằng đồng mạ vàng. Anh chàng khuân vác, dù phải gò lưng mang vác, cũng không khỏi trầm trồ về vẻ sang trọng mỹ lệ và sạch sẽ khắp mọi nơi trong tòa nhà này. Nhưng hiện tượng đặc biệt thu hút sự chú ý của anh ta là người thiếu phụ thứ ba đang ngồi trên chiếc ngai. So với thiếu phụ thứ hai thì còn lộng lẫy hơn nhiều. Nàng bước xuống khi vừa thấy hai thiếu phụ kia trở vào. Nhìn vào cung cách cử chỉ của họ, anh ta đoán bà chủ hẳn phải là người thiếu phụ thứ ba này, và anh ta đã không nhầm. Thiếu phụ này tên là Zobaide. Thiếu phụ ra mở cửa là Safi và Amin, là tên người thiếu phụ vừa đi mua hàng về. Zobaide nói với hai thiếu phụ khi bước gần tới họ, các em này, các em không thấy là cái anh chàng tốt bụng này đang sụng lưng với cái sọt chứa đầy các thứ này ư? Các em còn chờ gì nữa mà không đỡ cho anh ta? Nghe vậy, Amin và Safi mỗi người đỡ lấy một bên quai của chiếc sọt. Cả Zobaide cũng đặt tay vào và cả ba người đặt nhẹ chiếc sọt xuống đất. Họ bắt đầu dỡ các thứ ở bên trong ra. Xong việc, nàng Amin duyên dáng rút tiền ra trả công cho anh khuân vác. Ánh sáng bình minh tới chỗ này, bác Scheherazade phải ngừng lời, làm cho không những Dinazad mà cả Sharia cũng cảm thấy hụt hẫng. Hoàng đế đành phải để lại đêm sau nghe tiếp. Đêm hôm sau, nôn nóng muốn được nghe đoạn tiếp theo của câu chuyện đã bắt đầu kể, Dinazad thức giấc và nói với hoàng hậu, nhân danh thượng đế, nếu chị không ngủ nữa thì xin chị kể cho em nghe chuyện ba thiếu phụ trẻ đẹp xem, họ đã làm gì với tất cả những thứ mà Amin đã mua về. Rồi em sẽ biết thôi, Scheherazade bảo em, nếu em chăm chú nghe chị kể. Và nàng tiếp tục kể câu chuyện như sau. Anh chàng khuân vác rất hài lòng với khoản tiền được trả công, đáng lẽ vác sọt ra về thì lại ra vẻ tần ngần khó xử, cảm thấy như ngoài ý muốn của mình. Anh ta định xin được ở lại để chiêm ngưỡng các vẻ đẹp hiếm có, và theo anh thì cũng đều duyên dáng như nhau. Vì Amin cũng đã bỏ mạng che mặt xuống, và anh thấy nàng cũng xinh đẹp, chẳng kém gì hai thiếu phụ kia. Điều làm cho anh ta không sao hiểu được là chẳng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông nào trong tòa nhà này.
Hơn nữa, phần lớn những thức ăn mang về như quả khô và các loại bánh mứt chỉ phù hợp cho những người thích nhậu nhẹt và giải trí vui nhộn. Spider lúc đầu tưởng là anh chàng khuân vác còn đứng lại để nghỉ xả hơi, nhưng thấy anh ta ở lại quá lâu nên cất tiếng hỏi: "Anh còn chờ gì nữa thế? Anh chẳng được trả đủ tiền rồi sao?" "Em này," nàng bảo Amin, "em hãy cho thêm anh ta chút gì nữa đi để anh ta được hài lòng." "Thưa bà," anh khuân vác nói, "không phải cái đó giữ tôi lại đâu, vì tiền công như thế là quá xứng đáng rồi. Tôi biết mình không được lịch sự cho lắm khi cứ ở lại quá mức cần thiết, nhưng tôi mong các bà vui lòng miễn thứ nếu thấy sự ngạc nhiên của tôi là không thấy một người nam giới nào ở cùng với ba vị đều có một sắc đẹp lạ thường. Một tập thể toàn đàn bà, không có đàn ông, thật ra cũng là một điều tẻ nhạt, chẳng khác gì một tập thể toàn đàn ông mà không có đàn bà." Anh ta thêm vào câu nói bằng nhiều chi tiết vui vui nữa để chứng minh cho những lời đã nói. Anh ta cũng không quên là dẫn ra câu người ta thường nói ở Bát Đa: "Ăn không ngon nếu không đủ bốn người." Và anh ta đi đến kết luận là ở đây mới chỉ có ba người, các bà cần phải có một người thứ tư nữa thì bữa ăn mới thật là thú vị. Các thiếu phụ bật cười vì lý luận của anh chàng khuân vác. Rồi Joe Biden nghiêm giọng bảo anh ta: "Anh bạn, anh đã quá tò mò đấy. Nhưng mặc dù tôi chẳng muốn nhiều lời làm gì, tôi cũng cần cho anh biết là ba chị em chúng tôi làm việc của mình một cách kín đáo, không ai có thể biết được. Chúng tôi có lý do quan trọng để không để lộ cho những kẻ thóc mách biết chuyện riêng. Một tác giả có tiếng mà chúng tôi đã đọc sách của ông nói như thế này: hãy giữ lấy bí mật của riêng mình và chớ để lộ ra với bất cứ ai. Kẻ nào để lộ thì chẳng còn làm chủ được bí mật ấy nữa. Nếu chính bụng ngươi còn không giữ nổi bí mật của mình thì bụng của người mà ngươi tin cậy trao cho bí mật đó làm sao giữ nổi?" "Thưa các bà," anh chàng khuân vác lại nói, "chỉ với vẻ ngoài của các bà, ngay lúc đầu tiên tiếp xúc, tôi đã biết là những con người cao quý hiếm có và thấy là đã không nhầm. Dù là số mệnh không cho tôi đủ giàu để có thể tự nâng cao mình lên làm một cái nghề trên cái nghề hiện nay, tôi cũng không ngừng trau dồi kiến thức bằng cách đọc các sách về khoa học, về lịch sử, và xin các bà cho phép được nói là tôi cũng đã được đọc ở một tác giả một câu châm ngôn mà luôn luôn tôi thực hành một cách thường xuyên. Đó là câu: chúng ta chỉ giấu những điều bí mật đối với những kẻ có tiếng là thóc mách chuyên lợi dụng lòng tin của chúng ta, nhưng chúng ta chẳng bao giờ ngần ngại bộc lộ với những người khôn ngoan thận trọng, vì chúng ta biết chắc chắn là họ sẽ biết cách giữ kín trong lòng. Điều bí mật để ở trong tôi cũng sẽ được tuyệt đối an toàn, chẳng khác gì để trong một căn phòng cửa khóa hai lần mà chìa khóa đã bị mất vậy." Joe Biden biết rằng anh chàng khuân vác này cũng khá thông minh, nhưng cho là anh ta muốn ở lại để dự bữa tiệc mà họ sắp tổ chức. Nàng mỉm cười bảo: "Anh biết là chúng ta sắp ăn tiệc, và anh cũng đã rõ là chúng ta đã phải tiêu một khoản tiền lớn. Vậy thì có gì công bằng không nếu anh cũng muốn tham dự mà không đóng góp gì?" Cô nàng xinh đẹp Sophie cũng hùa vào cùng chị: "Anh bạn ơi," nàng bảo anh khuân vác, "anh không nghe thiên hạ thường nói, nếu anh mang đến cái gì đó, anh sẽ là người ở lại với chúng tôi. Nếu anh chẳng mang cái gì đến cả, thì nên tay không mà rút đi thôi." Anh chàng khuân vác, mặc dù là một tay bẻm mép, nhưng có lẽ cũng phải sượng sùng rút lui nếu Amin không mạnh dạn đứng về phía anh, nói với Joe Biden và Safi: "Các chị thân yêu, em xin các chị cho phép anh ta được ở lại cùng chị em mình. Chắc chắn anh ta sẽ làm cho chúng ta rất vui. Các chị thấy đấy, anh ta có đầy đủ khả năng như thế.
Em đoán chắc với các chị là nếu không có sự sốt sắng, sự mau lẹ và lòng can đảm đi theo em của anh ta, thì em không sao có thể mua đủ được bằng ấy thứ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Thêm nữa, nếu em kể lại cho chị nghe tất cả những lời lẽ ngọt ngào, lịch sự anh ta nói với em dọc đường, thì chắc các chị sẽ không lấy làm ngạc nhiên về sự che chở của em đối với anh ta. Nghe những lời Amin vừa thốt ra, anh chàng quần vác vui mừng khôn xiết, quỳ ngay xuống hôn mặt đất, chỗ bàn chân của người đẹp, rồi vừa đứng lên vừa nói: Thưa bà yêu kính, hôm nay bà đã mở đầu hạnh phúc cho tôi, bà lại làm cho nó tăng lên bội phần bằng một hành động thật là hào hiệp. Tôi không sao nói hết được lòng biết ơn của mình. Ngoài ra, thưa các bà, anh ta nói với cả ba người, vì các bà đã cho tôi một vinh dự lớn, xin đừng cho là tôi quá lạm dụng. Tôi tự cho mình là một người xứng đáng với vinh dự đó. Không, tôi luôn luôn coi mình là một nô lệ hèn của các quý bà. Nói xong, anh ta đưa trao trả lại khoản tiền công đã nhận, nhưng nàng Zobeide nghiêm trang bảo anh ta giữ lại. Nàng nói, tất cả những gì một khi đã ra khỏi bàn tay chúng ta để thưởng cho những người có công giúp đỡ thì không bao giờ trở về nữa. Mặt trời ló rạng, đúng vào quãng này, bắt nàng Scheherazade phải ngừng lời. Dinarzade hết sức chú ý nghe, rất bực tức, nhưng dịu xuống ngay khi hoàng đế cũng tò mò muốn biết cái gì đã xảy ra giữa ba thiếu phụ xinh đẹp và anh chàng khuân vác, bảo dành lại đoạn tiếp cho đêm hôm sau và đứng lên đi làm công việc thường ngày. Dinarzade hôm sau không bỏ lỡ việc đánh thức hoàng hậu vào giờ thường lệ và bảo nàng: Chị thân yêu của em, để chờ trời sáng cũng sắp sửa rồi, chị hãy kể tiếp câu chuyện ly kỳ chị kể dở đêm qua đi. Scheherazade cất tiếng và tâu với hoàng đế: Tâu hoàng thượng, được người cho phép, thiếp xin thỏa mãn trí tò mò của cô em thiếp. Rồi nàng kể tiếp chuyện ba tu sĩ khổ hạnh đạo hội như sau. Vậy là Zobeide không muốn lấy lại tiền công của anh chàng quân vác, nhưng nàng bảo: Này anh bạn, đồng ý để anh bạn ở lại vui cùng chúng ta, nhưng ta cảnh báo anh không phải chỉ với điều kiện buộc anh phải giữ bí mật thôi là đủ, mà chúng ta còn muốn anh phải nghiêm chỉnh tuân theo những quy định về phép lịch sự và tính trung thực nữa. Trong lúc đó, nàng Amin xinh đẹp cởi bỏ bộ áo đi phố ra, dắt áo dài bên trong và thắt lưng cho gọn ghẽ và bắt tay vào dọn bàn ăn. Nhiều thức ăn được bày ra và nàng đặt lên tủ nhiều chai rượu và những cái chén bằng vàng. Sau đó, các thiếu phụ ngồi vào bàn và cho anh quân vác ngồi bên cạnh mình. Anh này thấy hài lòng, không sao tả được vì thấy được ngồi cùng bàn với ba người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời. Sau mấy miếng ăn khai vị, Amin ngồi cạnh tủ, cầm lấy một chai rượu, một chiếc chén, rót rượu uống trước theo phong tục của người Ả Rập. Nàng rót tiếp, đưa cho các chị lần lượt uống, rồi rót lần thứ tư cũng vào chiếc chén đó. Nàng đưa cho anh chàng khuân vác. Anh này đón lấy chiếc chén, hôn bàn tay Amin và trước khi uống hát một bài mà nghĩa của một số câu đại ý là: Như làn gió cuốn, theo nó mùi hương của những chốn thơm tho, nó đi qua cũng như chén rượu anh ta sắp uống, từ bàn tay nàng sẽ đượm một hương vị ngọt ngào hơn hẳn hương vị tự nhiên của nó. Câu hát đó làm các nàng vui thích và cũng cất tiếng hát theo. Mọi người đều rất vui trong bữa ăn được kéo dài khá lâu và chêm thêm vào nhiều trò chơi thú vị. Ngày sắp hết, Safi thay cho cả ba chị em bảo chàng khuân vác: Thôi, anh hãy dậy và đi đi, đã đến lúc anh phải ra về rồi đó. Anh khuân vác chẳng muốn rời đi chút nào, nói: Ô hay, các bà muốn ra lệnh cho tôi đi đâu khi tôi đang trong tình trạng thế này?
tôi đã say mềm vì nhìn các bà và uống rượu của các bà. Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đường về nhà cả đâu. Hãy cho tôi ở lại một đêm cho tỉnh táo hẳn. Ngủ ở đâu cũng được, nhưng cũng phải có thời gian lâu lâu một chút thì tôi mới có thể trở lại tình trạng như lúc mới tới đây. Với tất cả những điều kiện đó, tôi vẫn còn nghi là vẫn còn để lại đây cái phần ưu tú nhất của mình. Amin lại một lần nữa bên vực anh khuân vác. Các chị ạ, nàng nói, anh ta nói đúng, em tán thành lời đề nghị của anh ta. Anh chàng này đã làm cho chúng ta thật vui vẻ. Nếu các chị tin em, hay đúng hơn là các chị yêu em, như em thường tin chắc như thế, chúng ta hãy giữ anh ta lại đêm nay ở đây với chúng ta. Em à, Zobayder nói, chúng ta chẳng thể nào khước từ được lời cầu xin của em. Anh khuân vác. Nàng nói tiếp với anh chàng này, chúng ta vui lòng chấp nhận yêu cầu của anh một lần nữa, nhưng phải có thêm điều kiện mới. Dù chúng ta làm gì có liên quan tới chúng ta hoặc tới bất kỳ ai khác, bất kỳ việc gì khác trước mặt anh cũng không được mở miệng hỏi chúng ta lý do vì sao, bởi vì đặt câu hỏi với chúng ta về những việc chẳng có liên quan gì tới anh có thể sẽ phải nghe những điều chẳng làm anh thích thú. Hãy thận trọng, chớ nên quá tò mò, muốn đi sâu vào nguyên nhân những việc chúng ta làm. Thưa ba, anh chàng khuân vác nói, tôi xin hứa là sẽ tuân theo thật nghiêm chỉnh và chính xác điều kiện đó để bà sẽ không phải phiền lòng trách cứ và sẽ không bao giờ phải phạt tôi về tội bếp xếp. Cái lưỡi tôi, trường hợp này sẽ nằm yên bất động và đôi mắt tôi sẽ như một tấm gương nhỏ, nó chẳng chứa lại bất cứ một vật nào nó phản chiếu. Để cho anh thấy, Zobayder lại nói với vẻ thật nghiêm trang. Điều mà ta đòi hỏi ở anh không phải là chúng ta mới đặt ra. Anh hãy đứng lên và tới đọc những gì đã viết trên cánh cửa này ở phía trong. Anh khuân vác đi tới tận chỗ cánh cửa và đọc vào dòng chữ viết to mạ vàng. Kẻ nào nói những điều chẳng có liên quan gì tới mình sẽ được nghe những điều chẳng hay ho gì. Anh ta trở lại chỗ ba thiếu phụ nói, thưa các bà, tôi xin thề là các bà sẽ chẳng bao giờ nghe thấy tôi nói những điều không có liên quan tới mình và đó lại là những điều các bà quan tâm. Thỏa thuận xong, Amin bày bữa ăn tối và sau khi đã đốt rất nhiều nến tẩm trầm hương và xạ hương tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, chiếu sáng rực rỡ khắp gian phòng. Nàng ngồi vào bàn cùng với các chị và anh chàng khuân vác. Họ lại bắt đầu ăn uống, hát và ngâm thơ. Các thiếu phụ lấy làm thích thú, chút rượu cho anh ta thật say, dưới cớ là uống chút sức khỏe của tất cả. Lời lời tốt đẹp được phát ra không chút kiêng dè, tất cả đều đang hoan hỷ trong niềm vui ít có, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Scheherazade tới đây phải ngừng lại vì thấy trời đã sáng. Hoàng đế không chút nghi ngờ là đoạn tiếp sau của câu chuyện này chẳng phải là không đáng nghe. Vì thế, ông quyết chờ đến hôm sau và đứng lên. Cuối đêm hôm sau, Dinarzade gọi hoàng hậu. Nhân danh thượng đế, nếu chị không còn ngủ nữa thì kể tiếp cho em nghe chuyện về ba thiếu phụ xinh đẹp. Em nóng lòng muốn biết là ai đã gõ cửa nhà các bà đó. Em sẽ biết ngay đây, Scheherazade nói. Chị có thể đoán chắc với em là những gì mà chị sẽ kể sau đây chẳng đến nỗi không xứng với sự chú ý của hoàng thượng, lãnh chúa của chị. Nghe tiếng gõ cửa, nàng kể tiếp. Cả ba thiếu phụ lập tức đều đứng lên đi ra mở cửa. Nhưng Safi, việc này đã quen, nhanh chân hơn. Hai người kia thấy bị vượt trước nên dừng lại đợi Safi trở lại, cho biết là ai, lại có thể có công việc gì mà tới muộn như vậy. Safi trở lại báo tin. Các chị ạ, có cơ hội tất để qua một phần đêm thật vui vẻ, và nếu các chị cũng cùng một ý nghĩ như em thì chúng ta chớ nên bỏ qua. Lúc này
ở trước cổng nhà ta có ba tu sĩ khổ hạnh Hồi giáo. Em cho là thế căn cứ vào y phục của họ. Nhưng có một chi tiết chắc làm cho các chị kinh ngạc. Cả ba người đều chột mắt bên phải và đầu tóc cũng như râu ria lông mày đều cạo nhẵn thính. Họ nói là họ mới đặt chân hôm nay đến Bát Đa là lần đầu và vì trời đã về đêm, họ chẳng biết trọ nơi đâu nên gõ cửa hú họa nhà ta. Họ xin chúng ta vì lòng kính yêu Thượng Đế mở rộng tấm lòng chìa tay ra tiếp họ, cho họ ngủ qua đêm dù phải ở trong chuồng ngựa. Họ đều trẻ và khỏe mạnh, còn có vẻ khá thông minh nữa. Nhưng em không sao nhịn được cười khi nhìn khuôn mặt ngộ nghĩnh và cùng một kiểu của họ. Nói tới đây, Safi dừng lại và bật lên cười khanh khách, làm cho hai thiếu phụ kia và cả anh chàng khuân vác cũng không nhịn được cười. Chị cả và em ơi, Safi nói tiếp, nên cho họ vào thôi chị và em ạ. Với những con người mà em vừa tả đó thì không có lý gì mà chúng ta lại không được kết thúc một buổi tối vui vẻ gấp bội lúc bắt đầu. Họ sẽ làm cho chúng ta hết sức thích thú mà chẳng bị làm phiền gì đáng kể. Họ chỉ yêu cầu được nghỉ lại mỗi đêm nay và sẽ ra đi từ tờ mờ sáng. Sobider và Amin rất ngần ngại, thấy khó có thể chấp nhận được ý muốn của Safi. Nhưng lý do vì sao thì chính Safi cũng đã rõ. Nhưng thấy cô này tỏ ý tha thiết muốn được sự đồng tình nên hai người chẳng nỡ khước từ. Thôi được, Zobider bảo nàng, cho họ vào đi. Nhưng em đừng quên bảo họ chứ nên mở miệng hỏi han về chuyện gì không liên quan đến mình và cho họ đọc câu đã viết trên cánh cửa. Được lời, Safi vui mừng đi ra mở cửa và trở vào ngay, theo sau là ba tu sĩ Hồi giáo. Ba tu sĩ đi vào, cúi người trịnh trọng vái chào các nàng lúc đó đã đứng dậy đón khách, chào mừng và tỏ vẻ hân hạnh được giúp họ đỡ mệt nhọc sau cuộc đi dài. Cuối cùng, các nàng mời cả ba người ngồi xuống cạnh mình. Sự lộng lẫy của căn phòng và vẻ lịch sự ôn tồn của các thiếu phụ làm cho ba chàng tu sĩ thầm khâm phục các nữ chủ nhân xinh đẹp. Nhưng trước khi đặt mình ngồi xuống ghế, vô tình liếc nhìn anh khuân vác, ăn vận gần giống những tu sĩ khác dòng tu với họ, râu và lông mày không cạo như họ, một trong ba người bảo. Hình như đây là một trong những đồng đạo Ả Rập phái chống đối của chúng ta. Anh khuân vác, đôi mắt đang lim dim và hơi men còn đang bốc trong đầu, nghe nói vậy lấy làm bất bình, chẳng thèm đứng lên, kiêu hãnh nhìn ba tu sĩ và nói: "Này, các bạn hãy ngồi xuống và chớ nên xen vào những chuyện không đâu. Các bạn chưa đọc câu viết trên cánh cửa hay sao? Không nên bắt mọi người sống theo cách của mình, nhập gia phải tùy tục chứ." "Này anh bạn," người tu sĩ đã có lời nhận xét lúc đầu nói, "xin đừng vội nóng, chúng tôi lấy làm tiếc đã có phần nào thiếu sót đối với anh. Ngược lại lúc này chúng tôi sẵn sàng nghe những lời chỉ bảo của anh đây." Cuộc cãi vã đáng lẽ còn kéo dài, nhưng các thiếu phụ đã xen vào và khéo léo giàn hòa. Khi những tu sĩ đã ngồi vào bàn, các nàng tiếp thức ăn cho họ và cô nàng Safi đặc biệt vui vẻ rót rượu chuốc. Tới đây, Scheherazade ngừng lại vì thấy trời vừa sáng. Hoàng đế cũng đứng lên đi thiết triều, thầm nhủ sẽ nghe tiếp vào hôm sau vì ông rất muốn biết vì sao các tu sĩ này lại chột mắt mà cả ba cùng chột một bên. Một giờ trước khi trời sáng, Dinarzade thức giấc nói với hoàng hậu: "Chị thân yêu của em, nếu chị không ngủ nữa thì xin chị kể cho em nghe chuyện gì sẽ xảy ra giữa ba thiếu phụ và ba người tu sĩ đạo Hồi." "Xin rất vui lòng," Scheherazade nói, và nàng kể tiếp chuyện đêm trước. Sau khi đã ăn uống thỏa thuê, ba tu sĩ tỏ ý muốn giúp vui cho bữa tiệc bằng cách hòa nhạc, nếu các nàng có sẵn nhạc cụ và vui lòng cho người mang ra. Ba thiếu phụ vui vẻ nhận lời.
cô nàng Safi xinh đẹp đứng lên đi tìm nhạc cụ và một lúc sau đem tới một chiếc sáo địa phương, một chiếc khác kiểu sáo ba tư và một chiếc trống xứ bass. Mỗi tu sĩ chọn lấy một thứ trong tay người đẹp và cả ba bắt đầu chơi một điệu nhạc. Các thiếu phụ đều biết lời của khúc nhạc này, một điệu rất vui đã hòa vào lời ca của họ. Nhưng đôi lúc họ lại phá lên cười vì lời của ca khúc rất nhộn. Cuộc vui đang ở phút cao trào và mọi người đang hân hoan cực độ thì lại nghe tiếng gõ cửa. Safi ngừng hát ra xem có chuyện gì. Nhưng Tâu Hoàng Thượng, trước hết cần phải nói để người rõ vì sao mà có người lại gõ cửa nhà ba thiếu phụ giữa đêm rất khuya như vậy. Nguyên do là vì Hoàng đế Harun al-Rashid có thói quen là hay vi hành trong đêm khuya để tự mình xem xét tình hình trật tự trị an trong kinh thành ra sao, có xảy ra tình trạng gì lộn xộn không. Đêm hôm đó, hoàng đế ra đi từ chập tối, có Java, vị tể tướng, và Mesru, tổng thái giám của hoàng cung đi hộ giá. Cả ba người đều cải trang thành những thương nhân. Khi qua đường phố có dinh cờ của ba thiếu phụ, vị quốc vương này nghe thấy tiếng đàn tiếng hát và những tràng cười ròn rã, bèn bảo tể tướng. Này! Nhà ngươi hãy gõ cửa cái nhà đang làm ầm ĩ lên đó xem nào, ta muốn vào xem cho biết nguyên nhân. Vị tể tướng ra sức trình bày, đó là các thiếu phụ bày tiệc vui tối đó và hẳn là men rượu đang bốc lên đầu họ, nên chớ có dại mà vào để hứng lấy những lời chẳng đẹp đẽ gì, vả lại cũng chưa đến giờ cấm, chẳng nên phá rối cuộc vui của họ. Nhưng hoàng đế Harun vẫn bảo, mặc kệ, đến gõ cửa đi, ta ra lệnh cho khanh đấy. Thế là cực chẳng đã, tể tướng Jaffa phải đến gõ cửa nhà các thiếu phụ, tuân lệnh nhà vua, không muốn để lộ hình tích. Safi mở cửa ra, và viên tể tướng dưới ánh sáng cây nến nàng cầm tay, trông thấy một phụ nữ đẹp tuyệt trần. Ông đóng rất tốt vai trò của mình, cúi đầu thật thấp và lễ phép nói. Thưa bà, ba người chúng tôi là thương nhân ở Mosul đến đây đã được 10 hôm với rất nhiều hàng hóa đắt tiền gửi trong kho một trang trại nơi chúng tôi tạm trú. Hôm nay chúng tôi được một người bạn buôn mời tới thăm nhà và chúng tôi được thết đãi một bữa no say. Ông ta lại cho gọi một tốt phụ nữ tới nhảy múa, đàn hát tưng bừng. Đêm đã khuya và đoàn người quá vui làm huyên náo phố phường nên lính tuần tra đi qua bắt mở cửa. Một số người bị bắt, còn chúng tôi may mắn đã trèo qua được một bức tường thấp và trốn thoát. Nhưng tể tướng nói tiếp, vì chúng tôi là những người xa lạ lại còn đang say rượu, loạn choạng sợ đụng toán đến tuần tra khác hoặc chính toán vừa rồi trước khi về đến trang trại cách đây khá xa. Vả lại, nếu có về tối thì cũng thật vô ích vì cổng đóng chỉ sáng ngày mới mở cửa dù bất cứ sự biến gì. Vì vậy thưa bà, đi qua đây và nghe thấy tiếng đàn hát, chúng tôi đoán là cuộc vui chưa giải tán nên đánh bạo gõ cửa xin nghỉ nhờ lại đêm nay. Nếu các vị thấy chúng tôi xứng đáng để được phép tham gia vào cuộc vui thì chúng tôi xin cố gắng với khả năng để có thể bù vào quãng thời gian bị gián đoạn của chúng tôi. Nếu không thể được thì chỉ xin cho tạm trú dưới mái hiên nhà ngoài cho đỡ sương gió qua đêm thôi cũng được. Trong lúc Jaffa nói, thì nàng Safi xinh đẹp có thời gian để ngắm nhìn viên tể tướng và hai người đi cùng mà ông ta nói cũng là thương nhân như ông ta. Nhìn mặt mũi dáng điệu, đoán chẳng phải là những người tầm thường. Safi nói với họ, mình không phải là bà chủ, chịu khó chờ một chút, nàng sẽ trở lại cho họ biết ý kiến trả lời về yêu cầu của họ. Safi trở vào trình bày cùng Zubaydah và Amin. Họ lưỡng lự một lúc không biết giải quyết ra sao, nhưng các nàng vốn là những người tốt bụng và cũng đã cho ba người tu sĩ ở lại rồi. Vì vậy, họ quyết định để cho ba thương nhân vào nhà.
Scheherazade định nói tiếp, nhưng thấy trời đã hửng sáng nên dừng lại. Số nhân vật mới mà hoàng hậu vừa đưa vào câu chuyện đã khơi gợi trí tò mò của Sharia, làm cho ông trong tâm trạng chờ đợi một sự cố bất ngờ nào đó xảy ra. Vị quốc vương này trong lòng háo hức để lùi lại đêm sau. Dinazad cũng tò mò như hoàng đế, muốn biết cái gì sẽ xảy ra khi vị quốc vương đó vào nhà ba thiếu phụ đã không quên đánh thức hoàng hậu dậy rất sớm. Nếu chị không còn ngủ nữa, nàng bảo chị, thì em xin chị hãy kể tiếp chuyện những tu sĩ đi. Thế là Scheherazade được phép của hoàng đế kể tiếp như thế này. Nhà vua, tể tướng của ông và viên tổng thái giám được nàng Sophie xinh đẹp đưa vào, cúi đầu chào các thiếu phụ và các tu sĩ rất lịch sự. Các thiếu phụ cũng tiếp đón họ như thế, và Zobayde coi như chị cả nghiêm trang, thích hợp với vị trí của mình, bảo họ: xin chúc mừng các vị, nhưng trước hết, nếu không lấy làm phiền thì chúng tôi xin có một yêu cầu. Yêu cầu gì vậy, thưa bà? Nhà vua hỏi. Liệu ai mà có thể từ chối một điều gì với những phu nhân xinh đẹp như các bà chăng? Đó là điều Zobayde nói. Chỉ nên dùng mắt nhìn mà nên để cho lưỡi nghĩ, chứ nên hỏi gì về những cái mà các vị nhìn thấy. Đừng dò hỏi nguyên nhân và không bếp xếp những điều chẳng liên quan gì tới mình, kẻo lại phải nghe những lời nghịch nhĩ. Chúng tôi sẽ tuân theo, thưa bà. Chúng tôi chẳng phải là quan tòa, cũng chẳng phải là những người hay tò mò bếp xếp. Chỉ chú ý tới gì có liên quan tới mình cũng quá đủ rồi, còn công đâu mà xen vào những chuyện của người khác. Tể tướng dứt lời, mọi người vui vẻ ngồi xuống, nối lại cuộc chuyện trò và lại bắt đầu chúc rượu những người khách mới. Trong lúc tể tướng Jaffa hỏi han các thiếu phụ, hoàng đế không ngừng thầm phục sắc đẹp lạ thường, vẻ duyên dáng và trí thông minh của họ. Mặt khác, ông cũng vô cùng kinh ngạc là sao các tu sĩ, cả ba người đều chột mắt phải. Ông rất muốn biết được nguyên nhân của sự khác thường này, nhưng điều kiện mà người ta đã đưa ra cho ông và cả bọn làm ông dừng lại. Cùng với những suy nghĩ đó, rồi nhìn những đồ đạc sang trọng, sự sắp xếp trật tự hài hòa và sự sạch sẽ cực kỳ của tòa nhà, ông không khỏi nghi hoặc là ở đây chắc hẳn có chuyện bùa phép gì chăng? Cuộc chuyện trò bàn sang những trò giải trí và các cách du hí làm vui. Các tu sĩ đứng lên và nhảy theo điệu riêng của họ, được các nàng tán thưởng nhiệt liệt và tranh thủ được sự quý trọng của hoàng đế và những người cùng đi. Khi các tu sĩ kết thúc điệu nhảy, Zobayde đứng lên nắm lấy tay Amin bảo: đứng dậy em, chắc hẳn mọi người đây không chê cười là chúng mình không chịu sự gò bó nào cả. Và sự có mặt của tất cả các vị đây cũng không phải là sự cản trở công việc mà chúng mình vẫn làm. Amin hiểu ý của chị, muốn nói gì bèn đứng lên thu dọn bát đĩa chai lọ tách chén, dẹp cái bàn và các nhạc cụ mà các tu sĩ vừa chơi lại. Safi cũng chẳng đứng không, nàng quét nhà, sắp đặt lại trật tự tất cả các đồ đạc để lộn xộn, gạt bớt các cây nến, cho thêm trầm và long điên vào lò. Xong việc, nàng đề nghị ba tu sĩ ngồi vào tràng kỹ, kê ở một bên, và nhà vua cùng với người của mình ngồi trên chiếc tràng kỹ khác phía bên kia. Còn về người khuân vác, nàng bảo: anh đứng dậy đi và giúp chúng tôi một trong những việc sắp làm đây. Một người đàn ông như anh mà chúng tôi coi như người trong nhà chẳng nên ngồi ì ra như thế. Anh khuân vác hơi quá chén một chút, nhanh nhẹn đứng bật dậy và sau khi vắt vạt áo dài vào thắt lưng. Tôi đã sẵn sàng, anh nói, có việc gì vậy? Tốt lắm, Safi bảo, chờ một chút rồi anh sẽ rõ, anh sẽ không phải khoanh tay lâu đâu. Một lát sau, Amin đi ra với một chiếc ghế ngồi đem đặt giữa phòng, rồi nàng đi đến trước một cánh cửa phòng, giơ tay mở cửa và ra hiệu bảo anh khuân vác tới gần. Đến đây, nàng nói,
và giúp tôi. Anh nghe theo, đi vào cùng với nàng và lát sau đi ra, tay dắt hai con chó cái đen bằng một cái xích gắn vào cổ về mỗi con. Hai con chó trông có vẻ đã bị đánh nhiều bằng roi. Anh Quân Phát dắt hai con vật ra giữa phòng. Nàng Zobeide đang ngồi giữa các tu sĩ và nhà vua, liền đứng dậy đi tới chỗ anh Quân Phát. Nào, nàng thở dài nói, chúng ta hãy làm bổn phận. Nàng vén áo lên tận khuỷu tay và cầm lấy chiếc roi Safi đưa, bảo anh Quân Phát. Anh hãy trao một con cho Amin, còn con kia thì dắt tới đây cho ta. Anh Quân Phát nghe theo, và khi tới gần Zobeide thì con chó anh dắt theo bắt đầu rên lên ư ử, ngẩng đầu nhìn Zobeide với vẻ van xin. Nhưng Zobeide thản nhiên làm như không nhìn thấy cái vẻ tội nghiệp và tiếng kêu rên của con chó cái, giơ tay quật mạnh chiếc roi vào người nó cho đến lúc không còn hơi sức nữa mới ném roi xuống đất. Rồi nắm lấy cái xích trong tay anh Quân Vác, nâng hai chân trước của con chó lên. Người và vật nhìn vào mặt nhau buồn rầu, cảm động và cả hai cùng khóc. Cuối cùng, Zobeide rút khăn tay ra, lau nước mắt cho con chó, hôn nó và trao cái xích cho người Quân Vác. Anh dắt nó đi, trả về chỗ cũ và đưa con kia tới đây cho ta. Anh chàng Quân Vác dắt con chó vừa bị đánh đưa vào buồng trong, lúc quay về nắm lấy xích con chó thứ hai từ tay Amin và đưa đến cho Zobeide đang đứng đợi. Hãy giữ nó như con lúc nãy, nàng bảo anh Quân Vác. Rồi lại cầm chiếc roi, nàng quật xuống người nó như con đầu tiên, rồi lại khóc cùng với nó, lau nước mắt cho nó và trao trả cho anh Quân Vác. Lần này thì tự tay Amin dắt con chó cái thứ hai này vào buồng trong. Ba người tu sĩ khổ hạnh đạo hồi, nhà vua và hai người của mình vô cùng ngạc nhiên trước cảnh đó. Họ không sao hiểu được vì cớ gì mà Zobeide sau khi đánh đập dữ dội hai con chó cái. Theo đạo hồi thì đó là những con vật bẩn thỉu, rồi sau đó lại khóc với chúng, lau nước mắt và hôn chúng nữa. Họ thì thầm trao đổi với nhau, nhất là nhà vua nôn nóng hơn cả, muốn biết ngay nguyên do của một hành động cực kỳ khác lạ đó. Không ngừng ra hiệu cho tể tướng hỏi cho biết sự thể, nhưng tể tướng ngoảnh đầu sang phía khác cho đến lúc thấy nhà vua vẫn tiếp tục ra hiệu thật thúc bách. Ông đành cũng phải ra hiệu trả lời là lúc này chưa thỏa mãn tính hiếu kỳ của nhà vua được. Zobeide ngồi nguyên tại chỗ một hồi lâu ở giữa phòng như để lấy lại sức sau khi đã cật lực quất roi hai con chó mực cái. Chị thân yêu của em, nàng Safi xinh đẹp bảo chị hãy vui lòng trở về chỗ cũ để đến lượt em làm nhiệm vụ chứ. Được, Zobeide đáp. Rồi nàng đến ngồi trên sập, bên phải nàng là nhà vua, tể tướng Jaffa và tổng thái giám Mesru, bên trái là ba tu sĩ và anh Quân Phát. Đến đây, nàng Scheherazade nói, tâu hoàng thượng, những gì mà người vừa nghe chắc là thấy kỳ lạ, nhưng đoạn tiếp của câu chuyện còn kỳ lạ hơn nhiều. Thiếp chắc là người muốn nghe tiếp vào đêm mai, nếu người cho phép thiếp kể nốt câu chuyện đó. Hoàng đế thuận ý, đứng dậy vì trời đã sáng. Dinazad vừa thức giấc đã vội kêu chị ơi, nếu chị không ngủ nữa thì kể nốt cho em câu chuyện rất hay ngày hôm qua đi. Hoàng hậu nhớ tới đoạn đang kể dở đêm trước, hướng tới hoàng đế kể tiếp như sau. Tâu hoàng thượng, sau khi Zobeide trở về chỗ ngồi, tất cả mọi người cùng im lặng một lát. Cuối cùng Safi đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa phòng nói với Amin. Em thân yêu của chị, em hãy đứng lên, em biết là chị muốn nói gì rồi đấy. Amin đứng lên, bước tới một buồng khác với buồng nhốt hai con chó mực cái. Nàng ta trở vào, tay cầm một cái túi bọc sa tanh vàng thêu kim tuyến và lót lụa xanh. Nàng đi tới gần Safi và mở chiếc túi, lấy ra một cây đàn trao cho chị.
Safi cầm lấy và sau khi so dây, nàng bắt đầu gảy theo điệu đàn. Nàng hát theo một khúc hát nói lên những nỗi dằn vặt vì xa vắng, có sức truyền cảm đến mức hoàng đế và cả mọi người đều nghe một cách say sưa. Nàng vừa đàn vừa hát thật say đắm, kèm theo tay múa uyển chuyển theo nhịp điệu. Xong bài ca, nàng bảo Amin: "Này em, chị mệt rồi, lạc cả giọng, em hãy thay chị đàn hát hầu các vị đây." "Vâng, em rất vui lòng." Amin đáp, bước đến gần Safi, nhận chiếc đàn từ tay chị và làm nhiệm vụ thay thế chị. Amin dạo thử đàn, rồi bắt đầu vừa gảy đàn vừa hát, lâu cũng như chị về một chủ đề nhưng hăng hái hơn, và nàng rất xúc động, hay đúng hơn là thấm ý nghĩa của lời ca thật sâu sắc, nên biểu diễn xong thì kiệt sức. Zubaydah muốn tỏ rõ sự hài lòng của mình, bảo em: "Em ạ, em đã làm nên điều kỳ diệu. Mọi người đều thấy rõ là em đau chính nỗi đau của mình nên đã diễn tả thật sống động. Amin chẳng có thời gian để đáp lại tấm lòng trung thực đó." Nàng cảm thấy ngực mình ngột thở đến mức chỉ muốn phanh vạt áo ra cho thoáng khí, nhưng bằng cử chỉ này nàng đã để lộ ra mãng ngực và một bầu vú không phải trắng trẻo mịn màng mà một thiếu phụ xinh đẹp như Amin phải có. Trái lại, ngực nàng dọc ngang đầy những vết sẹo làm cho mọi người kinh hãi. Phanh áo ra cho thoáng mát như vậy nhưng cũng không làm cho nàng tỉnh táo mà vẫn bị ngất xỉu. Nhưng tâu bệ hạ, thiếp không để ý là trời đã sáng rồi đó. Nàng Scheherazade ngừng lời và hoàng đế đứng lên. Ông vua này lưỡng lự chưa biết quyết định ra sao. Vì hiếu kỳ, ông còn muốn nghe nốt đoạn chót câu chuyện đầy những tình tiết bất ngờ lý thú. Dinarzade theo thói quen nói với hoàng hậu: "Chị thân yêu của em, nếu chị không ngủ nữa thì xin hãy kể nốt chuyện các thiếu phụ và những tu sĩ Hồi giáo đi chị." Scheherazade tiếp tục kể như sau: "Trong lúc Zubaydah và Safi chạy đến cứu trợ cô em, thì một trong các tu sĩ cất tiếng phàn nàn: chúng ta thà nằm ở ngoài trời còn hơn là vào đây để phải nhìn thấy những cảnh này. Quốc vương nghe thấy bước lại gần y và các tu sĩ khác hỏi: tất cả những cái đó là thế nào vậy? Người tu sĩ vừa phàn nàn đáp: thưa ngài, chúng tôi cũng chẳng biết gì hơn các ngài. Sao? Nhà vua nói: các anh không phải là người nhà này ư? Và các anh cũng không thể cho chúng ta biết chút gì về hai con chó mực bị hành hạ tàn tệ và cái bà bị ngất xỉu kia ư? Thưa ngài, cả ba tu sĩ đồng thanh: chúng tôi chỉ mới tới cái dinh thự này lần đầu tiên trong đời và tới trước ngài chỉ một lát. Điều này càng làm tăng thêm sự kinh ngạc của nhà vua. Có thể, nhà vua phán đoán, còn người kia cùng ngồi với các anh đó có nắm biết được điều gì chăng? Một tu sĩ ra hiệu cho anh khuân vác tới gần và hỏi anh ta: vì sao mà hai con chó mực cái bị đánh tơi tả, và vì sao mà bộ ngực nàng Amin lại héo hon và đầy sẹo như vậy? Thưa ngài, anh khuân vác đáp, tôi thề trước trời đất thánh thần là nếu các ngài không biết một chút gì cả về cảnh tượng này thì tôi cũng vậy. Đúng là tôi cư trú tại kinh thành này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi vào ngôi nhà này, và nếu các ngài ngạc nhiên thấy tôi tại đây thì tôi cũng ngạc nhiên không kém là thấy mình được nhập bọn với các ngài. Điều làm tôi ngạc nhiên gấp bội là không thấy một người đàn ông ở cùng với các bà đây. Hoàng đế với những người cùng đi và các tu sĩ cứ đinh ninh là anh khuân vác là người nhà các thiếu phụ, nên hy vọng có thể qua anh ta biết được những điều cần hiểu rõ, nhưng bị thất vọng. Vì hoàng đế quyết bằng giá nào cũng phải được thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, nói với mọi người: các anh nghe đây,
Chúng ta ở đây có tất cả là 7 người đàn ông và chỉ phải đối phó với 3 người phụ nữ. Tại sao chúng ta không buộc họ phải làm sáng tỏ những điều chúng ta cần biết? Nếu họ không vui lòng đáp ứng, thì chúng ta có cách ép họ nói ra bằng được. Tể tướng Jaffa không đồng tình với ý kiến trên và nêu lên hậu quả của việc làm cho hoàng đế nghe. Ông lựa cách nói như một thương nhân nói với người cùng nghề. Thưa ngài, ông nói, xin ngài hãy nghĩ xem, chúng ta cần phải bảo toàn danh dự. Chúng ta đều biết là với điều kiện như thế nào mà các bà này mới đồng ý tiếp chúng ta tại nhà và chúng ta đã chấp nhận. Người ta sẽ nói gì nếu bị phản lại lời cam kết, lại càng đáng trách hơn nếu vì thế mà xảy ra điều gì tai hại. Không có vẻ gì là các bà này đòi hỏi chúng ta lời hứa đó để thấy được sự hối hận nếu chúng ta bội ước. Đến đây, tể tướng kéo hoàng đế ra xa một chút và nói thật khẽ. Tàu hoàng đế, chẳng mấy chút nữa là qua đêm. Xin người hãy kiên nhẫn một chút, thần sẽ cho bắt các bà này vào sáng mai, dẫn họ tới trước ngai vàng và người sẽ biết về họ tất cả những gì muốn biết. Mặc dù lời khuyên đó vô cùng phải lẽ, hoàng đế vẫn bác bỏ, bắt tể tướng im lặng, bảo ông là muốn được sáng tỏ sự việc ngay bây giờ. Chỉ còn vấn đề ai sẽ là người phát ngôn. Hoàng đế cố ép các tu sĩ lên tiếng trước, nhưng họ đều cáo lỗi. Cuối cùng, họ nhất trí là anh Khuân Phát làm việc đó. Anh này đang chuẩn bị nêu lên câu hỏi tai hại này thì Joe Biden sau khi đã cứu chữa cho Amin hồi tỉnh bước lại gần họ vì nghe thấy họ bàn bạc to tiếng và sôi nổi. Nàng hỏi, các ngài bàn việc gì đó? Các ngài có điều gì phản đối? Anh Khuân Phát tức thì lên tiếng. Thưa bà, các ngài đây muốn được bà vui lòng cho biết là tại sao sau khi hành hạ hai con chó mực cái, bà lại cùng khóc với chúng và vì sao mà bà bị ngất đi đó lại có bộ ngực đầy vết sẹo. Đó là, thưa bà, là điều tôi được họ ủy cho để hỏi bà. Joe Biden nghe thấy vậy, bằng dáng vẻ kiêu hãnh, ngoảnh sang phía hoàng đế và cả bọn người đi theo cùng các tu sĩ khổ hạnh lạnh lùng hỏi. Thưa các ngài, có đúng là các ngài đã ủy cho hắn đặt câu hỏi như thế ra với tôi không? Tất cả đều trả lời là đúng như thế, trừ tể tướng Jaffa không nói gì. Nghe lời xác nhận đó, nàng nói với họ bằng một giọng thể hiện rõ sự bất bình vì thấy bị xúc phạm. Trước khi đồng ý tiếp các ngài theo yêu cầu của các ngài, và để đề phòng mọi điều có thể làm chúng tôi không được đẹp lòng đối với các ngài vì chúng tôi chỉ toàn đàn bà con gái. Vì vậy, điều kiện đã được đặt ra là các ngài không được xì xào gì về những việc không liên quan gì tới mình, sợ rằng sẽ phải nghe những lời không vừa ý. Sau khi được nghênh tiếp và chiêu đãi lịch sự nhất theo khả năng của chúng tôi, thế mà các ngài lại làm sai lời đã hứa. Cái đó một phần cũng là lỗi ở chúng tôi là đã quá dễ dãi, nhưng về phần các ngài thì không sao tha thứ được. Cách xử sự của các ngài thật không đứng đắn chút nào. Nói xong, nàng dậm mạnh chân và vỗ tay 3 lần rồi kêu to. Hãy mau lại đây, mau lên. Ngay tức thì, một cánh cửa mở toang ra và 7 tên nô lệ da đen to khỏe bước vào, kiếm cầm tay, mỗi tên tóm lấy một vị khách, đẩy ngã lăn xuống đất, kéo sền sệt ra giữa gian phòng, chuẩn bị chặt đầu cả bọn 7 người. Cũng dễ hiểu là hoàng đế kinh hoàng đến mức nào. Ông hối hận nhưng đã quá muộn là đã không nghe theo lời khuyên của tể tướng. Trong khi nhà vua đáng thương Jaffa, Mesru, anh Khuân Phát và các tu sĩ sắp phải trả giá bằng cả cuộc sống vì tính tò mò đáng trách của họ, thì một trong những tên nô lệ cất tiếng hỏi Joe Biden và các cô em. Thưa các bà chủ cao cả, quyền quy và đáng kính, phải chăng các bà lệnh cho chúng con phải chặt đầu họ? Hãy khoan, Joe Biden đáp. Trước hết, ta còn phải hỏi chúng đã. Thưa bà, anh Khuân Phát run rẩy lắp bắp.
Nhân danh Thượng Đế, xin đừng bắt tôi phải chết vì tội của người khác. Tôi vô tội, chính họ mới là thủ phạm. Thằng ôi! Anh ta khóc và nói tiếp, chúng ta đã vui vẻ biết bao, chính các tu sĩ chột này là nguyên nhân của tai họa. Không có thành phố nào không chịu cảnh đổ nát điêu tàn trước những con người bất thành nhân dạng ấy. Thưa bà, tôi xin bà chớ nên nhầm lẫn người đầu với kẻ cuối và nên nghĩ là tha thứ cho một người khốn khổ như tôi, chẳng biết trông cậy vào ai thì thật đẹp hơn là dùng quyền uy để hành hạ và làm vật hy sinh cho sự giận dữ của mình. Joe Biden mặc dù tức giận cũng không nén được cười thầm trước những lời kêu vang của gã quân vác, nhưng không dừng lại trước hắn, nàng hỏi lại những người khác lần hai. Hãy trả lời và cho tôi biết các người là ai. Các người chỉ còn sống được trong chốc lát mà thôi. Tôi không thể tin được các ông là những người đứng đắn, cũng chẳng phải là những người có chức có quyền hoặc những người danh giá trong đất nước các ông, cho dù đó là nước nào, bởi vì nếu đúng là như vậy thì các ông đã biết tự kiềm chế và tôn trọng chúng tôi hơn. Hoàng đế, bản chất nôn nóng, thấy đau khổ nhiều hơn những người khác vì thấy sự sống chết của mình phụ thuộc vào sự ra lệnh của một phụ nữ bị xúc phạm và giận dữ một cách chính đáng. Nhưng ông bắt đầu cảm thấy một tia hy vọng khi nàng tỏ ra muốn biết thân thế từng người trước khi ra lệnh giết. Ông tin là nàng sẽ không cho giết khi biết được địa vị của mình. Vì vậy, ông nói khẽ với tể tướng sát cạnh mình là tuyên bố ngay cho nàng ta rõ mình là ai. Nhưng tể tướng khôn ngoan và thận trọng muốn cứu danh dự của chủ mình và không muốn cho lan truyền điều sỉ nhục lớn mà nhà vua chuốc lấy, nên chỉ đáp: chúng tôi phải chịu những gì đáng phải chịu, chứ không tuân lệnh của hoàng đế muốn nói. Nhưng Joe Biden đã hỏi sang các tu sĩ khổ hạnh. Khi nhìn thấy cả ba người cùng chột mắt, nàng hỏi họ có phải anh em không? Một người trả lời thay cho cả ba: không, thưa bà, chúng tôi không phải anh em cùng huyết thống, mà chỉ là đồng đạo, tức là cùng tuân theo một nếp sống như nhau. Anh, nàng hỏi riêng một người, anh có phải là bị chột bẩm sinh không? Không, thưa bà, anh này đáp, tôi bị chột vì một sự cố rất kỳ lạ mà nếu được ghi chép lại thì cũng là một chuyện bổ ích. Sau tai họa đó, tôi cạo râu và lông mày và trở thành tu sĩ khổ hạnh như y phục tôi đang mang đây. Joe Biden cũng hỏi hai tu sĩ kia như thế và họ cũng trả lời như người thứ nhất, nhưng một người nói thêm, để bà hiểu, thưa bà, chúng tôi không phải là những người dân thường. Và để bà có một chút gì đó xem trọng, xin nói để bà rõ, cả ba chúng tôi đều là con vua. Dù là chúng tôi chỉ mới biết nhau buổi chiều hôm nay, nhưng cũng đã giới thiệu cho nhau biết thân thế mình, và chúng tôi có thể đoán chắc với bà là các phụ vương của chúng tôi đều là những ông vua có danh tiếng trong thiên hạ. Nghe những lời như vậy, Joe Biden cũng nguôi nguôi cơn giận một chút, bảo bọn nô lệ, hãy cho họ tự do đôi chút, nhưng các ngươi vẫn phải ở tại đây. Người nào kể cho chúng ta nghe rõ lai lịch của mình và nguyên nhân vì sao lại tới đây thì ta không xử tệ và sẽ cho họ muốn đi đâu thì đi. Nhưng chúng ta sẽ không tha cho những ai khước từ, không muốn làm theo điều chúng ta yêu cầu. Đến đây, Scheherazade ngừng nói. Và sự im lặng đó cùng với ánh sáng bình minh hé rọi làm cho Sharia hiểu rằng đến lúc ông phải đứng dậy. Vị hoàng đế này thầm hẹn là ngày mai sẽ nghe tiếp câu chuyện của Scheherazade vì ông rất muốn biết ba người tu sĩ là những nhân vật như thế nào. Dinazad cực kỳ thích thú vì những câu chuyện kể của hoàng hậu đánh thức nàng vào lúc đêm gần tàn hôm sau. Chị thân yêu của em, nàng nói với hoàng hậu Scheherazade, nếu chị không còn muốn ngủ nữa, thì xin chị hãy kể tiếp câu chuyện rất hay về các tu sĩ đi. Scheherazade xin ý kiến hoàng đế, và khi đã được chuẩn y, nàng kể tiếp.
Tàu Hoàng Thượng, ba người tu sĩ, vị quốc vương, viên quan tể tướng Jaffa, thái giám Mesru và gã quân vác đều ngồi trên một tấm phản ở giữa phòng, đối diện với ba người đàn bà đẹp, chễm chệ ngồi trên sập, và phía sau là các nô lệ da đen sẵn sàng thi hành lệnh của các cô chủ chúng. Anh chàng khuân vác hiểu là chỉ cần kể chuyện thật tỉ mỉ về mình là có thể tự giải thoát được nguy cơ lớn đang đe dọa tính mệnh, nên đã lên tiếng trước tiên. Thưa bà đã biết rõ thân thế của tôi và nguyên nhân nào đã dẫn tôi tới đây. Như vậy câu chuyện về tôi chẳng mấy chốc mà kết thúc thôi. Quý bà em của bà sáng nay mướn tôi ở chỗ tập trung những người lao động làm một người khuân vác. Tôi đã theo bà ấy đến một cửa hàng rượu, một cửa hàng hoa quả, rồi tới một cửa hàng khô bán các loại hạnh nhân, hạnh đào, hạt dẻ và nhiều loại quả khác. Sau lại tới một cửa hàng bán gia vị và các loại mứt kẹo. Từ cửa hàng này, sọt chứa đã đầy lắc. Tôi phải gắng hết sức mình mới đội được về tới dinh thự của các bà, và được các bà có lòng cho ở lại từ lúc đó tới bây giờ. Đó là một ân huệ mà suốt đời tôi sẽ không quên. Chuyện của tôi vẹn vẹn chỉ có thế. Khi anh khuân vác nói xong, Zobaider hài lòng bảo gã: Thôi bây giờ thì đi đi, chạy đi, đừng để chúng ta trông thấy anh nữa. Thưa bà, gã khuân vác lại nói: Xin bà cho phép tôi được ở lại. Thật là không công bằng, sau khi đã làm cho mọi người thích thú được nghe câu chuyện của tôi lại không có cái thú được nghe chuyện của mọi người. Nói xong, anh ta ngồi ghé vào một góc sập, vui mừng thấy thoát một hiểm họa đã làm cho mình vô cùng nao núng. Sau gã, một trong ba tu sĩ cất tiếng nói với Zobaider mà anh coi như là người chủ trong ba thiếu phụ và là người ra lệnh cho anh ta phải kể chuyện mình. Anh ta bắt đầu kể như sau. Chương 7 của câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương 8.